Một vụ tình và sống xin kính chào quý vị. Hôm nay xin kính mời quý vị nghe bài đọc đức tin, việc tốt và việc xấu. Một người đàn bà nướng bánh mì cho gia đình mình và làm dư ra một cái để cho người nghèo đói. Bà để ổ bánh mì dư trên thành cửa sổ bên ngoài cho người nghèo nào đi qua đó để lấy. Hằng ngày có một người cù lưng đến lấy ổ bánh mì. Thay vì nói lời cảm ơn, ông ta vừa đi vừa lầm bầm những lời sau đây: việc xấu người làm thì ở lại với người, việc tốt người làm thì sẽ trở lại với người. Điều này cứ diễn ra ngày này qua ngày khác. Mỗi ngày người cù lưng đến lấy bánh và lại lầm bầm câu: việc xấu người làm thì ở lại với người, việc tốt người làm thì sẽ trở lại với người. Người đàn bà rất bực bội. Bà thầm nghĩ: không một lời cảm ơn, ngày nào người cù này cũng đến lấy bánh ta, làm rồi phải lải nhải giai điệu khó chịu ấy. Hắn ta muốn ám chỉ điều gì? Một ngày kia, không chịu được nữa, bà quyết định cho người cù đi khuất mắt. Bà tự nhủ: ta sẽ làm cho hắn mất dạng. Và bà đã làm gì? Bà cho thuốc độc vào ổ bánh mì dư bà làm cho người cù. Khi bà sắp sửa bộ ổ bánh có thuốc độc lên thành cửa sổ, đôi tay bà bỗng rung lên. Bà hốt hoảng: ta làm gì thế này? Ngay lập tức, bà ném ổ bánh có thuốc độc vào lửa và vội làm một cái bánh mì ngon lành khác, rồi đem để lên thành cửa sổ. Như mọi khi, người cù lưng đến, ông ta lấy bánh và lại lầm bầm: việc xấu người làm thì ở lại với người, việc tốt người làm thì sẽ trở lại với người. Ông ta cầm ổ bánh đi cách vui vẻ, mà không biết rằng trong lòng người đàn bà đang có một trận chiến giận dữ. Mỗi ngày, khi người đàn bà đặt ổ bánh mì cho người nghèo lên thành cửa sổ, bà đều cầu nguyện cho đứa con trai đi xa tìm việc làm. Đã nhiều tháng qua, bà không nhận được tin tức gì của con. Bà cầu nguyện cho con trở về nhà bình an. Buổi chiều hôm đó, có tiếng gõ cửa. Khi mở cửa ra, bà ngạc nhiên thấy con trai mình đứng trước cửa. Anh ta kề sọp đi, quần áo anh rách rưới, đến thảm hại. Anh ta đói lả và mệt. Khi trông thấy mẹ, anh ta nói: mẹ ơi, con về được đến nhà, quả là một phép lạ. Khi con còn cách nhà mình cả dặm đường, con đã gõ gục và đói, không đi nổi nữa và tưởng mình sẽ chết dọc đường. Nhưng bỗng có một người gù lưng đi ngang, con xin ông ta cho con một chút gì để ăn. Và ông ta đã quá tử tế cho con nguyên một ổ bánh mì ngon. Khi đưa bánh cho con, ông ta nói: đây là cái mà tôi có mỗi ngày, nhưng hôm nay tôi cho anh vì anh cần nó hơn tôi. Khi người mẹ nghe những lời đó, mặt bà biến sắc, bà phải dựa vào thành cửa để khỏi ngã. Bà nhớ lại ổ bánh mì có thuốc độc mà bà đã làm sáng hôm nay. Nếu bà không ném nó đi vào lửa, thì con trai yêu quý của bà đã ăn phải và đã chết. Ngay lập tức, bà nhớ lại câu nói có ý nghĩa đặc biệt của người cù lưng: việc xấu người làm thì ở lại với người, việc tốt người làm thì sẽ trở lại với người. Lạy Chúa, xin hãy gia ơn để chúng con biết luôn luôn làm việc tốt và không ngừng làm việc tốt, ngay cả khi việc tốt chúng con làm không được ai biết đến. Amen. Câu gốc suy ngẫm: đừng để mình bị lừa dối, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Vì ai gieo giống gì sẽ gặt giống ấy, kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, nhưng người gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện, vì nếu chúng ta không nản lòng thì đến mùa chúng ta sẽ gặt. Vậy đang lúc có cơ hội, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em trong gia đình đức tin. Galati đoạn 6 từ câu 7 đến câu 10. Muốn thật hết lòng.